Kính chào quý vị đến với bản tin trợ lý ảo điểm báo được phát sóng trên kênh Tây Ninh TV Audio. Tôi là MC ảo của Đài Phát Thanh và Truyền hình Tây Ninh. Mời quý thính giả cùng lắng nghe bản tin trợ lý ảo điểm báo. 18 giờ hôm nay với những thông tin vừa cập nhật trên trang báo mới.com và nhân dân.vn theo Fresh News. Đoàn quan sát viên quốc tế gồm hơn 400 thành viên thuộc gần 70 quốc gia và tổ chức sẽ tham gia hoạt động giám sát cuộc tổng tuyển cử diễn ra vào ngày 23 tháng 7 tại nhiều địa điểm trên cả nước Campuchia. Thành phần quan sát viên quốc tế bao gồm một số quan chức cấp cao như Thủ tướng Cộng hòa Gui Nebi Sao Nuno Chủ tịch Quốc hội Malaysia Johari Abdung cùng 11 cựu nguyên thủ quốc gia, lãnh đạo chính phủ và quốc hội. Trước đó, chiều 21 tháng 7, Đoàn quan sát viên quốc tế đã tham dự cuộc họp do Quỹ ban bầu cử quốc gia Campuchia Net tổ chức để nghe phổ biến thông tin về cuộc bầu cử quốc hội khóa 7. Tại cuộc bầu cử đại biểu quốc hội Campuchia với sự tham gia tranh cử của 29 đảng diễn ra vào ngày 29 tháng 7 năm 2018, CBB do chủ tịch đảng Samdech Cầu Hun Sen lãnh đạo đã có chiến thắng áp đảo, giành được toàn bộ 125 trên 125 ghế quốc hội nhiệm kỳ 2018 đến 2023. Cùng đi với thủ tướng có bộ trưởng giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng, bộ trưởng lao động thương binh và xã hội Đào Ngọc Dung, bí thư tỉnh ủy Quảng trị Lê Quang Tùng. Sau khi khảo sát hiện trường thi công dự án cao tốc Cam Lộ Vạn Ninh tại điểm giao giữa cao tốc Bắc Nam phía Đông với quốc lộ 9, huyện Cam Lộ, Thủ tướng đã nghe lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị báo cáo về phương án mở rộng cao tốc Cam Lộ La Sơn. Việc đầu tư tuyến quốc lộ 15D nối La Lây về khu bến cảng Mỹ Thủy và cao tốc Cam Lộ Đảo Bảo, dự án khu bến cảng Mỹ Thủy và dự án khu công nghiệp Quảng Trị. Với từng dự án, Thủ tướng nêu rõ các định hướng lớn trong triển khai và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan. Đối với dự án cao tốc Vạn Ninh Cam Lộ, Thủ tướng đề nghị các nhà thầu, đơn vị thi công tranh thủ thời tiết thuận lợi, huy động nhân lực, trang thiết bị, thi công 3K 4 kích để bảo đảm tiến độ, chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật, an toàn, vệ sinh môi trường dự án. Báo cáo với đoàn công tác, đồng chí Nguyễn Văn Hòa, Phó Bí thư tỉnh ủy Con Tum cho biết trong 6 tháng đầu năm 2023, tình hình an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Con Tum tiếp tục được giữ vững, ổn định. Ban Thường vụ, Thường trực tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp các ngành triển khai nghiêm túc hiệu quả các chỉ đạo của trung ương về công tác nội chính phòng chống tham nhũng tiêu cực và cải cách tư pháp chủ động thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn triển khai kịp thời hiệu quả công tác dân tộc công tác tôn giáo theo chủ trương của đảng nhà nước không để tình trạng lợi dụng các vấn đề về dân tộc tôn giáo gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí trưởng ban nội chính trung ương ghi nhận những kết quả 6 tháng đầu năm của tỉnh, trong đó quan tâm làm tốt công tác quán triệt, triển khai thực hiện, ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, ổn định chính trị, tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế xã hội phát triển. Tổ chức Y tế Thế giới WHO ngày 21 tháng 7 cảnh báo, số ca mắc bệnh sốt xuất huyết trên thế giới có thể đạt mức cao kỷ lục trong năm nay, một phần là do sự nóng lên toàn cầu tạo môi trường có lợi cho loài mũi truyền bệnh. Theo báo cáo của WHO hồi tháng 3, bệnh sốt xuất huyết đã lần đầu tiên xuất hiện tại thủ đô tùm của Sudan. Châu Âu gần đây ghi nhận số ca mắc tăng đột biến, trong khi Peru đã phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp về dịch bệnh ở hầu hết các khu vực. Đầu năm nay, WHO đã cảnh báo sốt xuất huyết là bệnh nhiệt đới lây lan nhanh nhất thế giới và đồng thời là một mối đe dọa đại dịch. Chia sẻ tại họp báo ở Geneva, Thụy Sĩ ngày 21 tháng 7, Tiến sĩ Raymond vell chuyên gia thuộc Bộ phận Kiểm soát các bệnh nhiệt đới bị lãng quên của WHO, cho biết khoảng một nửa dân số thế giới đang đối mặt với nguy cơ nhiễm bệnh sốt xuất huyết. Năm 2019, số ca mắc sốt xuất huyết toàn cầu đạt mức cao nhất trong lịch sử với 5,2 triệu trường hợp được ghi nhận tại 129 quốc gia. Sau 4 năm, thế giới một lần nữa chứng kiến sự bùng phát mạnh mẽ của căn bệnh này khi số người nhiễm bệnh đang trên đà chạm mốc 4 triệu. Ngày 21 tháng 7, một thẩm phán Mỹ quyết định tiến hành phiên tòa xét xử cựu Tổng thống Donald Trump vào tháng 5 năm 2024, đúng thời điểm cao trào của chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ. Ông Trump bị truy tố hình sự với cáo buộc cất giữ trái phép tài liệu mật của chính phủ sau khi mãn nhiệm và âm mưu cản trở công lý khi tìm cách che giấu tài liệu khỏi các nhà điều tra. Ông là cựu tổng thống Mỹ đầu tiên phải đối mặt với các cáo buộc hình sự. Thẩm phán tòa án sơ thẩm liên bang Eileen Cannon dự kiến bắt đầu phiên tòa xét xử ông Trump vào ngày 20 tháng 5 năm 2024. Trước đó, các công tố viên đề nghị tổ chức phiên tòa vào tháng 12 tới, trong khi các luật sư bào chữa của ông Trump đề nghị phiên tòa được tổ chức sau cuộc bầu cử tháng 11 năm 2024. Thẩm phán Cannon giải thích bà lựa chọn thời điểm tháng 5 là để cả hai bên có thời gian xử lý hơn 1,1 triệu trang tài liệu bằng chứng và giải quyết những vấn đề liên quan. Động thái này của Tổng thống Macron được xem là nhằm làm mới hệ thống chính trị sau những khủng hoảng xảy ra liên tiếp trong nhiệm kỳ thứ hai của ông. Thông báo của Văn phòng Tổng thống Pháp cho biết, ngày 21 tháng 7, ông Macron có cuộc họp đầu tiên với nội các mới. Các thành viên nội các mới đều được đánh giá là có kinh nghiệm trên chính trường. cùng người phát ngôn của chính phủ Pháp, ông Gabriel Attal, 34 tuổi, được bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Giáo dục, thay thế ông Bob Nghiai, người từng là Bộ trưởng gốc phi đầu tiên của Bộ Giáo dục Pháp. Trước đó, trong cuộc gặp với các nhà lập pháp, Tổng thống Macron nhấn mạnh chính phủ cần có cách ứng phó thận trọng và thấu đáo hơn trong các tình huống có yếu tố bạo loạn, đồng thời có cái nhìn sâu sắc hơn về các vấn đề trước khi soạn thảo chính sách mới. Giới phân tích nhận định, cuộc cái tổ đánh dấu sự thay đổi trong các cơ quan dân sự xã hội của Pháp phù hợp cam kết đổi mới chính trị của ông Macron đưa ra năm 2017 trào lưu flash đang được nhiều người Việt hưởng ứng vì có thành tích cao, học trường xịn, chụp ảnh cùng người nổi tiếng. Thế nhưng, một cô gái trẻ tham gia trào lưu này với những hành động ý nghĩa cho trẻ em vùng cao qua các dự án thiện nguyện khiến cư dân mạng cảm phục. Cô là chủ nhiệm các dự án nuôi em ở Cao Bằng, Lạng Sơn, Yên Bái, Bắc Cạn, Con Tum, Gia Lai, Lào Cai, Hà Giang với khoảng 30.000 học sinh được hỗ trợ cùng với đó là dự án bếp gas công nghiệp tặng bản xa. Trần Thị Thu Hương ở Phú Xuyên, Hà Nội nhân vật trong câu chuyện trên cho biết tốt nghiệp đại học. Thay vì lựa chọn công việc ổn định có thu nhập cao, cô quyết định rong rối, mang niềm vui đến trẻ em khắp mọi miền xa xôi của Tổ quốc. Hương kế năm 2018, cô biết đến dự án nuôi em của nhóm tình nguyện niềm tin. Cô muốn thỏa mãn niềm đam mê tuổi trẻ là được gặp và giúp trẻ em còn nhiều khó khăn. Dự án nuôi em là chương trình được thực hiện bởi nhóm tình nguyện niềm tin dưới sự bảo trợ của Trung tâm Tình nguyện Quốc gia VVC Khi, xây trường nhận nuôi nuôi cơm trưa cho các em học sinh khó khăn. Người tham gia sẽ nhận nuôi một hoặc nhiều em học sinh với số tiền mỗi tháng để chuẩn bị bữa ăn và nhu yếu phẩm cho các em. Mới đây, Thu Hương cũng chính là người đi lên mường cho Điện Biên đón các em nhỏ cùng thầy cô xuống Hà Nội tham gia sầu của đen của rapper Denvo. Các em nhỏ chưa bao giờ thấy nhiều ô tô, xe máy, nhà bê tông, nên dù mệt nhưng vẫn đứng ở ngoài xem. Đến Hà Nội, mình dẫn các em đi chơi ở Thủy Cung, Trung tâm Thương mại, Lăng Bác, đi xem phim và tham gia sầu của đen, cô chia sẻ cô gái rất xúc động khoảnh khắc chia tay khi các em về lại Điện Biên. Hiện tại, việc tham gia các dự án tình nguyện vừa là công việc vừa là sở thích của mình. Mình cũng cố gắng kiếm thu nhập từ các kênh mạng xã hội để lo cho bản thân, nhưng phần lương hàng tháng cho các em hoặc các tình nguyện viên khác, cô gái chính ít một bạch. Vườn quốc gia Bù Gia Mập có diện tích hơn 25.600 hecta, nằm ở phía đông bắc tỉnh Bình Phước, tiếp giáp với tỉnh Đắk Nông và nước bạn Campuchia, cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 240 km. Đây là khu vực chuyển tiếp từ Tây Nguyên xuống đồng bằng Nam Bộ. Cùng với đó, vườn có nhiều sông, suối bắt nguồn từ tỉnh Đắk Nông nên có rất nhiều ngọn thác đẹp hùng vĩ và rất quan sơ. Đây cũng là nơi thích hợp để tắm rừng quà mình vào thiên nhiên rừng nhiệt đới. Vườn được chia thành nhiều khu vực bảo tồn nhiều loại thực vật quý hiếm. Đặc biệt, khả năng che phủ rừng tại đây đạt đến 90%, tạo môi trường sinh sống cho nhiều loại động vật, thành nơi bảo tồn hệ sinh thái động, thực vật hoang dã cùng dược liệu quý hiếm. Bên cạnh đó cũng là rừng phòng hộ đầu nguồn cho hồ chứa nước thủy điện Thác Mơ, Cần Đơn, đáng chú ý. Bù Gia Mập còn là nơi duy trì các nguồn gen động thực vật quý hiếm của vùng đồng Nam Bộ. Mỗi một khoảng thời gian, Bù Gia Mập lại mang một nét đẹp riêng. Theo kinh nghiệm của dân phượt, vào mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 11 hàng năm, du khách có thể nhìn ngắm nhiều loại động vật quan giả, nhưng đường đi khá khó khăn. Nơi đây không chỉ có cảnh quan đẹp, hệ động, thực vật đa dạng và phong phú mà còn là nơi có khí hậu, trong lành, mát mẻ, giúp du khách xóa tan đi những mệt mỏi, lo toan, muộn phiền trong náo nhiệt phố thị để cân bằng lại cuộc sống. Quý vị thân mến, bản tin trợ lý ảo điểm báo 18 giờ hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong bản tin trợ lý ảo điểm báo tiếp theo. Thân mến chào tạm biệt.